Ba. Xin mời các bạn đến với giải 44 của anh Hảo ấp Hải Sơn, nhà thờ Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Đây là giải 5 đội xây vòng nhất nhì ba tư các bạn. Ba cây không? Trước khi mình ông kính đưa Lâm là tem của Tiến Đen. Đức Từ Thiện, Lê Văn Liện, Nghĩa Đô và Chiều Chiền Hai. Còn bên kia là với sự góp mặt của Trọng Chim, Phong Libero và hai bãi biển Thanh và Khải của Vũng Tàu đại diện cho Hiếu Cẩm Mỹ. Tỷ số tại bây giờ là 2-2. Hiện tại bây giờ là 13 giờ chiều bạn. Thời tiết rất nóng, rất ác các bạn ơi. Quá hay cho Sang Sang. Còn gì tiếng? Trời kỳ dở thiệt. Có tiền đó. Đi đâu? Sướng lên em. Đủ không phóng gì đâu còn mình tao đó. Một pha chân bông quá tuyệt vời của Lê Văn Liện. Đi đâu? Đi đâu? Hay rồi. Trời ơi. Ra gặp luôn. Điểm 3 đều. 3 đều. Nhiều mắt ra đến nghe tiếng rồi nắng nắng cái giò. Đặt bóng ra ngoài. Đội và điểm cho đội Hiếu Cẩm Mỹ 4 3. Tình hình này coi chừng không có cơm ăn nghe các cô. Cơm thì ăn cháo. Nhưng mà mình cháo giờ. Tại sao tại giờ là 4-3. Nghe giờ cho tem cầm mày. Trọng Chim phát bóng ra ngoài. Set này làm trong bàn không thấy đâu các bạn ơi. Tôi nghe người ta lấy banh tới giờ banh đâu. Hả? Ủa banh đâu hết rồi? Má đối chừng hai tùm lum đó, bên này đối chừng hai, bên kia đối chừng hai luôn rồi. Lệnh. Lỗi chạm lưới. Lỗi mà điểm đội Hiếu Cẩm Mỹ 4. Trọng Chim kết thúc một quả rất đẹp 5-4. Lê Văn Liện. Có trọng tài, có trọng tài. Có trọng tài. Chạy ngoài. Chim hả? Chim hả? Trọng Chim và vấp phải tay trắng của Lê Văn Liện và Đức Từ Thiện. Quá ghê, quá ghê. 6 năm Trọng Chim qua đi thời kỳ đỉnh cao con gái rồi các bạn ơi. Một pha kết thúc đường biên số 2 của Thành quá tốt. Bên này cao mà mày xá luôn mày. 6 đều. Đức Từ Thiện. Một pha đánh bóng đường biên số 2 của Sạc Sàng quá ghê. Lâu lâu thấy Nghĩa Đô xuất hiện quýnh banh tốt quá. Sáng giờ quýnh hay. 7-6. Chết tôi. Trời ơi, mình qua luôn. Hết đi.
Một pha kết thúc quá đẹp của Thanh. Bảy đều. Lê Văn Lễ mất chip anh. Quá hay cho Phong Ly video. Một pha phản công tốt của Thành. 8-7. Quá là nắng. Đức Từ Thiện lại. Không thể hiểu được pha bóng vừa rồi của Đức Từ Thiện. 9-7. Nghe dài cho Heo Cam Mỹ. Một pha phát bóng hỏng của Trọng Diêm. 8-9. Trời ơi, chuyện banh. Chuyện gì sao, nghĩ sao mà đứt chuyện mà. Không có cầu hai chuyện đâu mà. Trả tiền nội, hay quá liền liền. Trọng Chim. Một pha xử lý quá thông minh của Trọng Chim. Đây đó là yếu rồi. 18. Chết luôn. Nghĩa đồ. Mất cho bệnh. Nghĩa đồ. Nếu không có gì thay đổi, ta em tí đen xa bờ. 11-8. Quýnh vậy rồi hết khả năng rồi gì. Sao mày bên em qua bên kia cho tùm tem luôn. 12-8. Kèo trên lại sụi. Mười ba tám. Pha bóng xử lý quá thông minh của đội tuyển Anh. 9-13. Thằng hai trái rồi đấy. Trời ơi, chết tôi. Một pha bóng ăn đẹp của Lê Văn Liền lọt tay chân. 10-13. Nhẹ. Cái nữa em ơi. Trọng Chim kêu anh nè, ở lại đi em. 11-13. Anh nè, ở lại đi em. Trọng Chim, anh nè, ở lại đi em. 12-13 khác à. Thành đánh. Trời ơi. Đặt bóng tốt, đội hướng 14-11. 12-13, 4-1 hả? Một pha quá quy lực của Thanh, bên biên số 2. 14-11. Tới đâu? Trời ơi, nó mạnh đồ. Quá hay cho thằng đá đồ chơi. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng tem của Hiếu Cẩm Mỹ, Trọng Chim, Khải, Thanh và Linh Truyền Hay.
Đây là set 1 của cặp đấu này các bạn. Đây là set 2 chuẩn bị tiếp tục các bạn. Đức vừa hiện kìa. Trời ơi, độ 50.000 năm cho đúng luôn.